quay trở lại với kênh Nhân Laptop Bảo Hành Trọn Đời. Hôm nay Thanh Nhàn sẽ không review về sản phẩm nữa, mà thay vào đó là sẽ nối tiếp cái phần số 2, đó là phần khách hàng hỏi và Nhân Laptop trả lời. Hôm nay Thanh Nhàn sẽ lựa ra một số những cái câu hỏi mà khách hàng thường hay hỏi nhất. Khách hàng thường hay nhắn tin cho fanpage nè, thường nhắn tin Facebook, thường nhắn tin Zalo để hỏi về các dịch vụ và sản phẩm của bên mình. Câu hỏi đầu tiên là bên shop có sửa máy tính hay là không? Thì câu trả lời là ngoài cái dịch vụ là mua bán máy tính thì bên mình còn có sửa máy tính nữa nha các bạn. Bỗng một ngày không được đẹp trời nào đó, máy tính của bạn bị vô nước. Này mình rất là thường xuyên gặp phải, bởi vì cái thói quen thôi. Mình nhiều khi mình để cái ly nước cạnh bàn làm việc của mình nè, hoặc là ăn uống này kia đó, thì vô tình mình đổ nước lên trên máy tính, hoặc là mở nguồn lên mà nó không có lên, mở hoài nó không có lên, hoặc là nó có nguồn, mình có nhìn thấy là có cái đèn nguồn nha các bạn, nhưng mà màn hình thì không có gì hết, đen thù lùi, hoặc là máy của mình không có vô được win, mở lên mình nó cứ xoay vòng miết à, không có vô trong cái phần win được, không có vô để mà làm việc được. Máy bị lỗi về phần cứng hay là phần mềm thì bên mình đều có sửa chữa nha các bạn. Các bạn hãy ghé cửa hàng của mình tại địa chỉ 746 đường Trường Chinh, phường 15, quận Tân Bình để kỹ thuật kiểm tra và xử lý. Thì khi mà các bạn ghé thì mình sẽ để máy lại, đa số là sẽ phải để máy lại để kỹ thuật có thời gian xử lý. Mình sẽ ký tên lên linh kiện, ví dụ như là màn hình, bàn phím vân vân, hay là pin chẳng hạn. Và mỗi loại như vậy thì sẽ có một cái mức chi phí khác nhau, thì bên mình sẽ báo giá trước khi sửa nên các bạn yên tâm nhé. Câu hỏi thứ hai là tại sao khi mà sửa máy hay là cài đặt máy phải để máy? Có nhiều khách ghé cửa hàng của mình yêu cầu cài phần mềm, cài Gerber chẳng hạn, hoặc là sửa nguồn, sửa máy tính lấy liền, gấp. Thanh Nhàn rất là hiểu cái việc là khi mà anh chị cái máy của mình nó bị lỗi á, và cái công việc của mình đang làm mà bị gián đoạn có khi 3 ngày, 5 ngày hay là 1 tuần, thì nó cái cảm giác nó rất là khó chịu. Nhưng mà mình cũng xin từ chối làm những cái trường hợp là cần phải xử lý gấp, bởi vì mỗi một phần mềm nó sẽ tương ứng và tương thích với lại mỗi một loại máy khác nhau. Ví dụ như những con máy của bạn đời thấp và những con máy của bạn đời cao, thì những cái phần mềm nó cũng vậy, nó cũng sẽ tương ứng với lại đời thấp và tương ứng với lại đời cao. Hoặc là có khi Gerber cài trên Win 7, cài trên Win 10, và mình phải cài đi cài lại như vậy rất là nhiều lần để cho nó tương ứng với lại con máy, chứ không cài về nó lại bị lỗi rồi bạn lại chạy qua bạn bán vốn thì sao. Và phần cứng cũng vậy, lỗi nguồn, sửa nguồn, kỹ thuật người ta phải soi, người ta phải kiểm tra từng cái con chip, từng cái bo mạch ở bên trong, và tốn rất là nhiều thời gian. Sau khi người ta sửa xong, người ta còn phải treo test ít nhất là 2 ngày để chi, để lỡ như mà đang chạy giữa chừng mà nó lại bị tắt thì người ta lại phải bung máy ra người ta sửa lại, thành ra rất là mất thời gian. Nên các bạn, những cái vấn đề đó các bạn chịu khó để lại máy giúp mình. Bên mình là nhận máy đa số là từ 2 tới 3 ngày, còn nhiều chỗ như bạn mang ra ngoài hãng đi, máy của bạn hãng đi, thì người ta sẽ nhận cho bạn từ 1 tuần tới 2 tuần là ít nhất nha các bạn. Câu hỏi thứ ba là khách hàng hay hỏi bên mình là bên mình có thay pin laptop không nè, có thay bàn phím laptop hay không, có thay màn hình hay là không. Thì câu trả lời là bên mình có thay, nhưng mà đa số là các bạn phải đặt trước. Bởi vì sao? Bởi vì bên mình chuyên bán laptop, bây giờ bạn hỏi laptop thì thường nó sẽ có sẵn, nhưng mà linh kiện á là khách hàng đặt bên mình mới lấy về. Bạn có thể add Zalo, số điện thoại của kinh doanh, hoặc là nhắn tin trên fanpage, thì các bạn khi đó các bạn kinh doanh của bên mình sẽ đặt hàng sẵn, đặt trước, ví dụ đặt trước bàn phím nè, về rồi bạn mang máy qua thì bên mình sẽ thay liền cho bạn lấy liền. Còn có một số những cái dòng đặc biệt như dòng Asus chẳng hạn, thì cái bàn phím này nó hàn trên men, thành ra là bạn phải để lại chứ không có làm liền được, bởi vì hàn như vậy nó tốn rất là nhiều thời gian. Câu hỏi thứ tư là máy của mình bị liệt một nút phím nè, liệt có một nút à, thì có sửa được hay là không? Có nhiều khách hàng cứ khăng khẳng định là cái này nó hư có một nút à, sửa một nút thôi, chứ đâu có cần phải thay nguyên bàn phím làm chi. Nhưng mà câu trả lời là mình vẫn phải thay nguyên bàn phím, bởi vì bàn phím là nó sẽ đi nguyên một cái bo mạch như thế này nha các bạn. Nó đi nguyên một cái bo mạch, ví dụ bạn
coi cho dù bạn có hư một cái nút nào đó thì bạn vẫn phải thay nguyên một cái bàn phím. Còn ví dụ như bạn cảm thấy những cái nút phím đó nó không quan trọng, như mình không, mình ít khi nào sử dụng tới, ví dụ như phím Atlas hay là một số những cái phím F ở dưới dãy trên này nè, mình ít sử dụng tới thì mình có thể là không thay cũng vẫn không sao hết, không ảnh hưởng gì đến việc đánh máy của mình. Câu hỏi số 5 là tháo pin ra có xài được không? Câu hỏi này Thanh Nhàn rất là hay thường gặp. Đó là khi mà mình sử dụng pin thời gian lâu quá, khoảng 3 đến 4 năm chẳng hạn, cái cục pin của mình nó bị chai. Hoặc là có nhiều khách hàng có thói quen xấu là cắm sạc liên tục từ ngày này qua ngày khác, có khi cắm sạc xuyên đêm luôn, thì cái cục pin của mình nó rất là nhanh và dễ bị hư, và nó sẽ còn bị phồng lên nữa. Trả lời là rất là đơn giản thôi các bạn. Mình tháo pin ra và sử dụng bình thường, không có vấn đề gì cả. Tháo pin ra nè. Các bạn sẽ hỏi là ủa tháo pin ra rồi sao mở lên trời. Tháo pin ra rồi sao mở lên. Rất là đơn giản à. Mình lấy sạc cắm vô xài thôi à. Mình cắm sạc, mở nguồn máy lên. Đó, máy đã vô trong Win và mình có thể sử dụng thao tác bình thường. Chỉ có một vài lưu ý, đó là tại vì mình đang cắm sạc trực tiếp, nó không có cái cục pin để giữ điện, để cầm điện. Nên là các bạn thao tác xong á, thì các bạn nên lưu lại. Mình làm tới đâu mình lưu tới đó, để lỡ như có tình trạng như là mất điện, cúp điện, hay là mình vô tình mình đạp phải dây điện chẳng hạn, thì dữ liệu của mình nó sẽ bị chưa có được lưu á, thì nó sẽ bị mất và mình phải làm lại, rất là mất thời gian. Số 6 là có nên sử dụng phần mềm diệt virus không ạ? Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại phần mềm diệt virus, và bên mình cũng đang bán hai loại phần mềm phổ biến, đó là phần mềm Aset và phần mềm Bitdefender, và giá thì cũng rất là rẻ thôi mọi người, 100.000 một năm, tính ra là khoảng 300 đồng một ngày. Thì các bạn nên mua cái phần mềm diệt virus để bảo vệ máy tính của mình khỏi những cái tác nhân gây hại. Nhưng mà thật tình là không có cái phần mềm nào, không có phần mềm diệt virus nào mà diệt được 100% virus hết nha các bạn. Quan trọng là cách mình sử dụng, mình có bảo vệ máy tính của mình hay là không, hay là mình click vô những cái link tin, hoặc mình download, mình tải về, thì rất là dễ bị nhiễm virus nha các bạn. Vậy thì Thanh Nhàn vừa lọc ra một số câu hỏi mà Thanh Nhàn thường hay gặp khi mà khách hàng hỏi. Còn các bạn có câu hỏi gì không? Có muốn đặt ra gì thì các bạn hãy để lại comment ở dưới video này. Thanh Nhàn sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn vào những cái video tiếp theo và những phần tiếp theo. Khách hàng hỏi nhưng laptop trả lời. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video sau.